Du Nguyễn và Thu Hương chào mừng các bạn đến với chuyên mục hỏi đáp thêm số 524. Đây là chuyên mục hỏi đáp thêm đầu tiên được quay sau Tết con khỉ ha, sau Tết Nguyên Đán của chúng ta. Cũng thành thật xin lỗi các bạn, hỏi đáp Nguyên hơi bị lâu và hầu hết là các chương trình khác cũng Nguyên hơi bị lâu chúng mới đi hỏi đáp do dư âm của cái Tết. Tết xong kẹt lắm bạn. Tết xong hầu hết là các nhân viên đều gọi là trong tâm trạng nghỉ Tết, chưa có sẵn sàng để đi làm. Mà hơn nữa là Tết là gì? Sau cái Tết là cái mùa chuyển giao nhân sự. Và sau cái Tết là sau cái mùa dọn dẹp lại công ty, set up lại phòng ốc. Nên dạo này với bế quan luyện công hơi bị nhiều. Đó, nên thời gian online Facebook còn không có nữa, nên chương trình hỏi đáp nó cũng hơi bị trễ chút xíu. Nhưng mà không sao, bây giờ thì Di và Thu Hương sẽ cố gắng tái khởi động lại chương trình hỏi đáp này bằng cách chạy đua với những số còn nợ rất nhiều. Chúng ta sẽ chạy đua với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi 11790 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 75 trong hỏi đáp thành số 6. Câu hỏi 11791, chào hai anh chị, anh Duy ơi, cho em hỏi là nón thể hình online có bán không anh? Và em có một thỉnh cầu là anh có thể làm video nói về vua Quang Trung trong Hùng Ca Sử Việt được không anh? Giờ trả lời ngược nha, vua Quang Trung chắc chắn là phải có rồi. Trong lịch sử Việt Nam không thể nào thiếu vị vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Nhưng mà để tới làm tới vua Quang Trung trong Hùng Ca Sử Việt thì chắc bạn phải coi chừng vài trăm cuốn Hùng Ca Sử Việt mới tới được vua Quang Trung. Tại vua Quang Trung là thời kỳ sau này, bây giờ mới làm tới nhà nước Văn Lang thôi, từ tới Quang Trung còn hơi bị xa. Rồi thứ hai nữa là nón THOL là có bán hay không thì không bán nha bạn. Cái nón đó chả có gì để bán, nó là quà tặng thân thương đó, quà tặng dành cho tất cả các bạn vào cái dịp nào đó hay cái duyên nào đó, chỉ là tặng thôi, chả mua bán gì cái nón đó cả. Và sau này cái khăn cũng vậy, khăn thì cũng chỉ tặng thôi, chẳng mua bán khăn đó. Có lẽ là bạn này đã đặt câu hỏi sau cái dịp team building đúng không anh? Cho nên là bạn mới biết là thể hình online có nón riêng. Câu hỏi 11792, câu hỏi cũng khá là dài. Từ một fan cứng của thể hình online. Tiêu đề nhận xét các admin trong thể hình online fanpage. Chào ban biên tập hỏi đáp anh Duy, chị Hương và các bạn admin thể hình online fanpage. Em viết lá thư này để nói lên vài nhận xét của bản thân về các bạn admin trong group. Hy vọng anh Duy xem cho ý kiến những lời nhận xét sau đây có hợp lý không. Và mong rằng các admin group nhận ra khuyết điểm, rút kinh nghiệm để trở nên man hơn. Bạn nhắc đến admin đầu tiên. Man hơn. Man hơn, em phải dùng chữ man. Còn em đọc cái chữ đó nhiều khi các bạn nghe lão, bạn không hiểu được. Chữ man là một cái chữ gì đó mà hầu như là các bạn quá quen thuộc rồi. Anh nói tập gì không có man, hay là cư xử hành động này không có man. Bạn đề cập đến admin đầu tiên là Nguyễn Trung Vũ, admin lâu năm hình các như... bạn admin chịu khó nghe sớ tó quân nha. Cái này là các bạn khác nhận xét về các bạn thì các bạn hãy cố gắng lắng nghe, dù đúng dù sai thì cũng cố gắng lắng nghe. Anh thì anh không bình luận, anh chỉ để cho Thu Hương đọc về một bạn nào đó nhận xét về bạn, trong đó có đúng có sai. Tất nhiên là khi mà các bạn theo dõi chương trình này, các bạn tự nhìn lại bản thân, hoặc là các bạn ở một cái không gian tĩnh lặng trong nào đó, trong phòng yoga, trong phòng gym chẳng hạn, thì các bạn nghĩ ra có đúng hay không. Bạn admin Nguyễn Trung Vũ, admin lâu năm hình như từ hồi group cũ anh nhỉ. Khỏi phải bàn về anh này, rất tốt, tư vấn chu đáo, nhỏ nhẹ, ân cần, lịch sự. Không có gì để chê ngoài việc là ít online quá, toàn đóng vai cảnh sát cuối phim đi thu dọn chiến trường mỗi khi có war. Anh có thấy điều này đúng không? Thì anh nói là anh không có nhận định đúng sai, cái này nhận xét của một bạn, anh tôn trọng nhận xét này và để cho các bạn admin lắng nghe thôi. Bạn thứ hai là Nguyễn Văn Thái, admin ít online không kém, ít thầy bạn tư vấn, ít thấy bạn tư vấn trên pay, đa số toàn comment troll, đọc rất mắc cười. Tuy ít comment tư vấn trả lời trực tiếp nhưng lâu lâu comment chia sẻ kiến thức rất uyên thâm. Rồi admin tiếp theo là bạn Kiều Tiến Khoa, admin ngày đầu online thường xuyên nhưng dạo gần đây chìm lỉm, ấn tượng với bạn này ở chỗ là rất cứng, mạnh bạo nhưng bạn nóng tính quá, người ta thường nói nóng quá mất khôn, quả không sai. Bạn không có sự bình tĩnh trước những lời lẽ khiêu khích, hy vọng sau này bạn xử lý lạnh lùng hơn, không cùng quan điểm thì tiễn, không nói nhiều. Về cách tư vấn thì bạn hơi có phần độc đoán, bạn nên lắng nghe người hỏi, bình tĩnh thả lỏng khi tư vấn như bạn Vũ nha. Bộ đôi admin được bổ nhiệm điểm chung là online thường xuyên, hai ông tám của group admin mới nên hai bạn có phần nhu nhược, nên học tập sự cứng rắn của bạn Kiều Tiến Khoa.
Các bài post comment khiêu khích chọc tức các bạn thấy mà chỉ comment không thèm điều tra. Block người đăng, người tung hứng và quan sát những người like cái bài post gây war đó. Nói thiệt, mình mà được làm admin là tiền trảm hậu tấu mấy thành phần đó. Bạn Trần Văn Dũng, bạn này tư vấn nhiệt tình, post nào cũng comment, nhưng bạn tư vấn dập khuôn như một cái máy, mà cái máy này trí tuệ nhân tạo. AI được lập trình không được tốt, thường xuyên trả lời không đúng cái mà người hỏi mong đợi được nhận. Và một bạn nữa là Chris Labrada, bạn cũng tư vấn nhiệt tình, post nào cũng comment. Bạn tư vấn ok, cứ thế phát huy bạn nhé. Thôi nói xong rồi, quay xong hỏi đáp rồi thì anh chị ngủ ngon nhé, thân ái. Anh mới số đầu rồi, còn 4 số nữa mới được ngủ. Mà sợ chưa được ngủ nữa nha bạn. Thôi câu hỏi này đọc cho các bạn admin nghe thôi, không phân tích, không nhận định. Thì các bạn admin này đến với THOL thì cũng bằng một cái tình, một cái duyên, một cái gì đó mà không có lợi nhuận đó, không có tiền lương, không có thực ngủ sung, không có những cái quyền lợi như mà ai đó từng nghĩ. Thì các bạn cũng đã dành thời gian, công sức, cống hiến, có đúng có sai hay gì đó thì chúng ta không nên quá khó khăn với các bạn. Chúng ta hãy cùng góp sức với các bạn để xây dựng một cái pay nó trong sạch, nó lành mạnh. Một group chỉ toàn là những người streamer tri thức mà thôi. Mặc dù giờ đây những streamer không tri thức còn nằm vùng rất đông, nhưng mà giống như những con virus thì nằm vùng ở đó, khi nào mà lộ bệnh ra mới trị được bạn ơi. Thì nói chung là tập thể chúng ta, nếu bạn tự cho là phần cứng thì chúng ta cần phải đồng hành với các admin này. Chúng ta cần phải ngồi đằng sau mà gọi là trợ lực bằng cách là phim chống hiệp đó, trợ lực cho các bạn ấy. Và bên cạnh đó thì anh cũng hay thường xuyên động viên các bạn ấy để cho các bạn ấy có thể đứng vững hơn trước búa rìu của dư luận. Thì các bạn như bạn đã nói là bạn Kiều Tiến Khoa nóng nảy đúng không? Thì theo nhân biết bạn Kiều Tiến Khoa chỉ mới 19-20 tuổi thôi, rất là trẻ, một chàng trai rất là trẻ. Thì đứng trước những cái áp lực, đứng trước những cái miệng lưỡi, đứng trước những cái âm mưu có tổ chức thì kêu bạn ấy không nóng thì cũng hơi bị khó. Đó là một cái cảm giác, nó gọi là một cái cách hành xử tự nhiên của một chàng trai trẻ. Thì tất nhiên mọi chuyện trên group nó như thế nào chăng nữa thì anh cũng là người phải đứng ra dọn dẹp cái chiến trường cuối cùng. Nhưng tất nhiên anh nói là một người nào đó anh cảm thấy cần giữ vào group thì giữ, còn không có giữ thì gọi là thôi mình chia tay đi, chứ nó không phải là cái gì nó gây gớm cả. Môi trường sinh hoạt thì nó không phù hợp, giống như bạn nói là gì, không cùng chung chí hướng thì tiễn ở đây là không nói chuyện thôi, chứ không phải là một động thái gì gây gớm lắm. Qua tết này á, nó THOL chúng ta nó nổi lên với rất là nhiều cái event, nhiều khi 12 đêm có cái event nhỏ, hoặc là event về Nutrest, event tất cả các thứ. Thì event chỉ là một cái trò chơi nhỏ, một cái việc làm, một cái động thái dành cho những con người trong group chúng ta. Thì các bạn thấy là nhà tuy nó nhỏ nhưng mà nó ấm cúng vẫn tốt hơn một ngôi nhà quá đông nhưng mà con không có gặp mặt cha, hay là anh em mà chả nhớ ngày sinh tháng đẻ của nhau, thì như vậy nó không nên chút nào cả. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 11793. Chào anh Duy Nguyễn và chị Thu Hương, em đang trong quá trình giảm mỡ. Hôm bữa em có đi đo em body test chỉ số ra buồn quá anh chị. Em nặng 122,9kg muscle mass, 47,8kg body fat, 40,4. Xin lỗi Hương đọc lại là em nặng 122,9kg. Muscle mass là 47,8kg, body fat là 40,4kg. Em muốn giảm mỡ, em chọn giáo án lean body nâng cao được không ạ? Em không sử dụng thực phẩm bổ sung được do điều kiện kinh tế. Anh Duy ơi, chỉ số total body water đúng không anh? Đúng rồi. À không, cái này chắc có là có chỉ số đó. Chỉ số cân nặng quá anh ơi, tổng số cân nặng 60,5. Không, nước đúng rồi. Cái này chắc nước đúng không? Rồi. Bạn nặng với cái chỉ số mà ngoài sức tưởng tượng của Hương, 37,9. Chênh lệch từ 37,9 đến 46,3, tức là bạn nằm ngoài cái lượng nước cho phép đúng không? Và protein 16,6, mà trong khi cái mức chênh lệch cho phép chỉ là 10,2 đến 12,4. Các anh PT có kêu em tăng lượng protein lên 22,5 và giảm lượng nước xuống. Vậy có đúng không anh Duy?
Em xin lỗi vì đặt câu hỏi dài, nếu chỉ số cơ thể em như vậy thì em cần tăng thêm bao nhiêu ký cơ và giảm bao nhiêu ký mỡ nữa? Em có sử dụng viên sủi C trong lúc tập như vậy có tốt không? Xin cảm ơn anh chị, chúc anh chị thành công. Theo đối với những người ngoại cỡ như em á, thì bây giờ không phải quan tâm phải tăng bao nhiêu protein lên, phải không cần phải quan tâm tăng bao nhiêu ký cơ và giảm bao nhiêu ký mỡ. Cái quan trọng của em giảm cân trước rồi đã. Của em là phụ dạng béo phì rồi. Anh không biết chiều cao em nhiêu nhưng mà chỉ số cái lượng mỡ của em quá khủng và cái khối lượng cân nặng của em quá ghê. Thì vấn đề trước mắt bây giờ là em phải giảm càng tốt, càng giảm càng tốt, giảm càng nhanh càng tốt, hoặc là giảm càng nhiều càng tốt, nhưng mà tất nhiên giảm thì nó phải đảm bảo sức khỏe. Đó. Bây giờ cái dáng lean body hay lean body không đi gì đó nó không thật sự nó quan trọng trong hoàn cảnh này. Hoàn cảnh này em cần tập cái gì, tập gọi là tập banh sát á, tập mà cường độ cao, tập giáo án nào cũng được cả, kết hợp với cardio ăn kiêng để cho nó giảm cân trước đi. Để cho nó giảm cân trước, cơ của em theo anh nghĩ là dư rồi đó. Cơ tới bốn mấy gần 50 kg là hơi bị dư cơ luôn rồi đó. Đó, và ngày xưa là các bạn Di Phan đó, bạn Di Phan biết không? Bạn nặng hơn bạn này, bạn 126 kg mà cơ có 40 kg hay 41 kg gì thôi à. Mà bây giờ bạn cơ gần 50 kg là cơ bạn hơi bị dữ, trong khi chiều cao của bạn hơi bị ủa xin lỗi, cái cân nặng của bạn thua bạn Di Phan mấy cân. Đó, mỡ của bạn thì bạn Di Phan 50 mấy ký mỡ, bạn có 40 ký mỡ thôi. Đó thì cái vấn đề của bạn bây giờ là giảm cân. Đó, thì giờ bạn add Facebook của Di Phan, hai người tâm sự với nhau đi, anh nghĩ sẽ có kết quả tốt á. Đó. Câu hỏi 11794, chào anh Duy và chị Hương, em năm nay 15 tuổi, tập được 3 tháng và tập theo giáo án từ lớp 1 đến lớp 12 của anh. Hôm nay em mạn phép hỏi anh vài câu. Người em thì nhìn cũng rất là lean. Lean bụng của em thì có 4 múi ở trên, 2 múi ở dưới, nhìn phẳng, em nhìn thì cũng giống cơ bụng của ạc no. Mặc dầu là không bằng được. Em muốn hỏi anh là có bài tập nào để được cơ bụng nhỏ giống như ạc no không? Em muốn phát triển để có cơ bụng nhỏ. Và để có cơ bụng nhỏ. Và một câu hỏi, anh trả lời ý thứ nhất của bạn. Anh rối quá em. Anh hoang mang quá. Cơ bụng nhỏ là cơ bụng sao mà tập mà cơ bụng nhỏ? Người ta tập thường thường người ta muốn cái cơ bụng bự và cái bụng nhỏ. Còn cái này cơ bụng nhỏ là sao? Anh thật sự anh không hình dung hay được. Hay là bạn này theo như Hương đọc cái câu hỏi của bạn, Hương thấy là bạn rất là thiếu cấu chấm với dấu phẩy. Một là cơ bụng là dày hoặc mỏng nè ha. Cơ bụng to hoặc nhỏ. Giờ bạn tập bạn muốn cơ bụng nhỏ thì nó hơi bị ngược. Đó, giống như vì, rồi. Có thể là bạn hiểu là nghĩa là ạc no có cơ bụng rất là nét nhưng mà cái bụng cũng rất là nhỏ, khác với một số bodybuilder khác là cơ bụng rất là to nhưng mà cái bụng phình ra nhìn như cái trống. À đúng rồi. Thì bây giờ cái chu vi vòng bụng anh đã nói nhiều lần rồi. Chu vi vòng bụng của bạn nó phụ thuộc vào cái kích thước của nội tạng. Mà hầu như là chúng ta tập thể hình cái kích thước nội tạng nó không thay đổi. Nó không thay đổi nhiều nha, nhưng mà mỡ nội tạng nó sẽ thay đổi. Mỡ nội tạng nó bơm cho cái nội tạng thì nội tạng nó phình ra. Nó phình ra nó đẩy cái bụng bằng như cái trống. Và cái nhất, cái thứ hai là mỡ dưới da bụng. Ủa như nói lần lần rồi mà ta. Anh trong cái THL school mà lúc bạn hỏi câu này chưa có cái school đó. Đúng rồi. Thì cái bụng nó bự như cái trống là do mỡ nội tạng nó nhiều. Và thứ hai nữa là do cái mỡ dưới da bụng nó nhiều. Thì bây giờ giả sử mỡ dưới da bụng nó ít mà mỡ nội tạng nó nhiều thì cái bụng nó vẫn như cái trống nhỏ thôi. Đó, còn bây giờ bạn muốn cái bụng mà cái bụng nó thon, nó gọn, múi bụng nó hiện ra mà cái bụng nó không bự á thì bạn không được để mỡ nội tạng nó cao. Và bạn cũng không được quyền để mỡ dưới da nó cao. Và bạn cũng nên hạn chế tích nước ở bụng. Và bạn nên tập để phát triển cơ bụng dày và bự. Cơ bụng thì tập nó chỉ có bự dày và nó bự thôi. Chứ giờ cơ bụng cứ tập cho nó nhỏ thôi, cứ kẹt quá. Thà nó mất luôn, là nó mỏng. Chứ giờ tập mà nó nhỏ thì anh không biết bài đó. Đó, thì anh không biết là giải thích dày đâu có phù hợp với cái yêu cầu của bạn hay không. Hên xui đi hen. Câu hỏi 11795, xin chào anh chị. Anh chưa cùng ý nữa em. À đúng rồi. Và một câu hỏi nữa em muốn hỏi anh là em muốn mua thực phẩm bổ sung là One More Rep. Rồi. Nhưng em không có thẻ học sinh thì có được sale 20% không? One More Rep nhớ lên đường rồi bạn. Giờ chỉ còn Boom HD vài hộp cuối cùng thôi. Bạn không có thẻ học sinh hả? Bạn không có thẻ học sinh thì bạn lấy gì bạn chứng minh bạn là học sinh? Không phải cần cái thẻ học sinh của bạn mà chỉ cần bạn là một học sinh thật sự thôi. Thì điều là bạn chứng minh bạn đã là một học sinh đó thì bạn sẽ được giảm 20%. Em ở Bình Dương có thể áp dụng hình thức giao hàng nhận tiền không? Vì em không thể chuyển khoản cho anh được. Xin mong anh giải đáp thắc mắc của em. Giải đáp thành hai ý luôn. Bạn chuyển khoản, bạn 1 tuổi, bạn ra ngân hàng, bạn cầm tiền chuyển giáp cũng được. Anh dùng từ giáp được, ý anh nói là giờ bạn chỉ cần cầm tiền ra ngân hàng bạn chuyển thôi chứ có cái gì đâu. Đúng không? Bạn cầm tiền ngân hàng bạn chuyển. Đó, do bạn không biết chuyển thôi chứ không phải là chuyển không được. Đó là một ý. BBT bây giờ
và tương lai sẽ không có hình thức trả sau, nó không có hình thức là trả sau. Rồi thứ ba nữa, nếu mà bạn ở Bình Dương á, bạn ở Bình Dương thì hiện tại BBT không có đại lý ở Bình Dương, nhưng mà bạn có thể kiếm đại lý của MF, tức là Muscle Field Bình Dương có 2-3 cái đó, hay 1-2 cái gì đó, theo nhìn biết là như vậy, thì bạn có thể liên hệ Muscle Field để bạn truy ra thông tin của đại lý ở Bình Dương xem có hàng bạn cần hay không. Đó là những cái điều mà anh có thể trả lời để giải đáp giúp cho bạn. Câu hỏi 11795, anh Duy có thể giải thích chính xác cho em cụm từ no pain no gain trong thể hình có nghĩa là gì không? Em nhìn thấy các fitness model có cơ bụng V cắt rất đẹp, anh có biết cách nào để đạt được như vậy không? Thì bây giờ Việt Nam mình hay là tất cả các ngôn ngữ trên thế giới đều có những thành ngữ. Giống như là giờ yêu em quên cả đường đi lối về, đúng không? Là gì? Love me, love my dog. Thấy không? Love là gì? Yêu. Me là tôi. Love là yêu tiếp. My dog là con chó. Dịch ra yêu tôi, yêu luôn chó của tôi. Nhưng mà người Mỹ không nghĩ vậy. Đó, người Mỹ câu đó là yêu em quên cả đường đi lối về. Hoặc yêu ai quên cả đường đi lối về. Đó, câu là vậy. Thì giờ cầm từ no pain no gain. Thì nếu mà giả sử như bạn không biết là gì cả mà dịch từng chữ. No là không. Pain là đau. No là không tiếp. Gain là bự. Vậy là nếu mà xét trong ngữ cảnh tập tạ đó, không đau, không bự. Đúng không? Tập không đau thì sẽ không bự. Còn xét trong khía cạnh tình cảm á, yêu mà không đau là chưa, ta không thành công. No, yêu mà không đau, yêu mà không đau nghĩa là chưa phải là yêu. Chưa thành công, tức là chưa có được yêu và chưa có một tình yêu. Đó. Vậy thì hai cái câu đó mình dịch theo nghĩa đen là như vậy, đúng không? Mà bạn trong thể hình đó thì bạn quan tâm trong thể hình thôi, tình yêu thì đó mình nói cho vui. Vậy là nếu bạn đi tập xong bạn về bạn có thấy nhức mỏi cơ và bạn sẽ là sung sướng đúng không? Đúng, đó là nghĩa đen nha bạn. Nhưng mà cái câu này là câu thành ngữ, bạn hiểu vậy cũng đúng chả sai. Nhưng mà câu thành ngữ này nó bằng với một câu thành ngữ của Việt Nam. Đó là có công mài sắt có ngày nên kim. Tức là nói một cái gì gì đó bạn cố gắng thì bạn sẽ thành công. Cụm từ no pain no gain là một cái thành ngữ. Chính vì thế mà no pain no gain thì cũng hay được sử dụng trong các phòng tập đúng không anh? Đúng rồi. Rồi trở thành một cái câu cửa miệng và tức là, khi mà các bạn tập luyện nhắc tới cái câu đấy là các bạn là cảm thấy giống như là nó có một cái gì đó như điều cao vậy đó. Hình hả? Giống như giờ bạn quá ốm, bạn quá gầy nhưng mà bạn mong muốn một ngày nào đó bạn thoát gầy thì dùng cái cụm từ no pain no gain trong trường hợp này có nghĩa là có chí thì nên, có nghĩa là có công mài sắt có ngày nên kim. Hoặc là thất bại là mẹ thành công, nói chung nó nhiều nghĩa lắm. Dù bạn tập bạn có thất bại hay bạn làm thì để bạn có thất bại mình có lo. Thất bại lần này thất bại lần một lần hai lần ba lần chứ không phải thất bại cả đời. Giống như giờ cái ánh xạ vô câu mà vạn sự tùy duyên của anh, lần này chưa duyên, lần sau chưa duyên, lần sau nữa chưa duyên mà làm riết cũng duyên à. Đúng không? Bạn làm riết cũng có duyên mà cũng sẽ có được những cái duyên nợ. Đó là câu là như vậy. Nó túm lại theo nghĩa đen á là không đau không bự. Còn theo thành ngữ á là có công mà sắt mà nên kim, thất bại mẹ thành công hay gì đó, có chí thì nên nữa, nhiều lắm. Và ý kiến tiếp của bạn về V cắt. V cắt đó thì cơ hai bên bạn tập bụng thì nó sẽ ra cơ V cắt. Bạn tập bụng thì nó sẽ ra V cắt. Còn những cái người mà tập cái cơ V cắt nó đẹp quá thì chẳng qua V cắt ta đẹp sẵn rồi, cơ trội của ta đẹp bạn ơi. Bạn tập bụng xiên, tập gập bụng mấy cái bài crunch nó đều ra V cắt hết. Câu hỏi 11796, chào anh chị, anh Duy cho em hỏi là em đang viết bài hướng dẫn cách hiểu sâu thành phần dinh dưỡng trong thức ăn vào vở ghi kiến thức gym của em. Anh cho em hỏi là chỗ thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều năng lượng từ là 65, từ phát là 2,3, vậy số 2,3 được tính bằng gram phải không anh? No, bạn đang đọc năng lượng đúng không? Bạn đang đọc năng lượng, tức là trong một cái muỗng năng lượng, trong muỗng triệu vật cao đó, năng lượng nó sinh ra là 65, xong rồi ở dưới có chữ từ phát là 2,3, thì có nghĩa là năng lượng đến từ chất béo trong cái một muỗng triệu vật cao đó là 2,3 calo. Nếu mà bạn đang nói về thành phần dinh dưỡng đó nha, thì trên một cái nhãn là như vậy. Giống như bây giờ là thường thì trong liều cao đâu có phát, không có phát, nó không tới 1 gram nữa, nó được gọi là nó được không phải mấy gram vậy thôi. Có nghĩa là trong bất kỳ một cái công bố chất lượng nào, trên bất kỳ một cái nhãn sản phẩm nào, thực phẩm bổ sung nào thì cũng đều có ví dụ như là 65 cari từ phát. Đúng, từ phát. Mà trong khi họ ghi là phát là 2,3, thì này là 2,3 gram, tức là 65 calorie của 2,3 gram. Đúng, không phải. Cái câu của bạn nói là năng lượng, tổng năng lượng trong cái muỗng ruột cao này là 65 calo. Xong rồi ở dưới đó có hàng từ phát, tức là từ phát 2,3, có nghĩa là calorie đến từ phát là 2,3 calo.
chứ làm gì mà đây em đọc lại này, bạn nói là gì? Chỗ thành phần dinh dưỡng trong mỗi liều rồi năng thế? Lượng là 65, năng lượng là 65 đúng không, từ phát rồi năng lượng 65 đúng không, 2,3 từ phát là 2,3 đúng, là có gì khó hiểu đâu. Làm sao nó là 2,3 đó từ gram được, là 2,3 gram, 2,3 gram thì nhân cho 9 đâu có ra được 65. Vậy thì 65 này trong đó phải gồm có nhiều chất khác nữa. Thì đương nhiên, nó đang nói trong một liều mà. Câu hỏi 11797 cho anh Duy và chị Hương. Anh Duy cho em hỏi là một ngày cần bao nhiêu cholesterol là ổn? Trên THOL, một ngày một người cần 2000 calo mới cho ra dinh dưỡng, số dinh dưỡng như trên THOL. Còn ví dụ như em cần 2500 calo thì tính ra sao? Một câu nữa là anh chỉ cho em cách nào mà tăng cân nhanh. Em không có điều kiện sử dụng thực phẩm bổ sung, dù ăn cỡ nào cũng không tăng ký. Em cao 1m88, nặng 69 kg. Bạn hỏi cũng khá nhiều, anh trả lời tạm ý. Rồi bây giờ bạn nói là cái nhu cầu cái lượng cholesterol tối đa mình ăn trong ngày là nhiêu đúng không? Thì không có số tối đa, chỉ có số khuyến nghị thôi. Số khuyến nghị một ngày anh nhớ không lầm nha. Anh nhớ có thể lầm, nhưng mà anh hy vọng là nhớ không lầm, là 300 mg. Ủa, 300 mg á, 300 mg cholesterol đối với một người 2000 calo. Thì bây giờ bạn 2,5 thì làm sao đây? Quy tắc tam suất bạn học toán căn bản đúng không? Tôi 2000 cần 300 mg thì đặt ít là số mg cần cho 2,5 thì bạn lấy cái gì? Đúng không? Có phải lấy là 2,5 nhân cho 300 đúng không? Chia cho 2000 bằng x. Hy vọng là anh giải toán không nhầm, mà cũng có thể nhầm, nhưng mà nếu mà có nhầm thì bạn cứ theo quy tắc tam suất bằng tính chắc chắn là đúng. Rồi, còn bây giờ cái trường hợp tăng cân nhanh, bạn nói bạn ăn banh xác mà không tăng, thì giờ cái chiêu banh xác là hết xài cho bạn rồi. Thì bạn cũng ăn banh xác nhưng mà bạn thay đổi cơ cấu, bạn ăn những thức ăn dễ tiêu hóa để cho nó hấp thu. Chứ giờ khả năng của bạn chắc hấp thu nó hơi bị yếu, đúng không? Bây giờ bạn ăn những thức ăn khó hấp thu quá thì cơ thể nó sẽ không hấp thu được. Ví dụ bạn uống sữa đi, sữa nó khó hấp thu, so với bạn mà uống cũng vậy thôi, đau bụng thêm. Thì bạn chỉ có ăn mấy cái đồ nhẹ nhàng như chuối đó, chuối hoặc là cái đồ, mấy cái đồ mà trái cây này nọ kia đó, rồi ăn thêm cơm trắng này nọ, cháo gì đó, ăn đồ dễ hấp thu thôi, tinh bột rồi mấy cái protein từ thực vật, rồi từ thực vật, từ động vật gì đó. Nói chung là đừng có ăn những cái đồ mà nặng bụng quá, khó hấp thu. Vậy thôi chứ cách nào nữa, bạn nói bạn không có điều kiện sử dụng không bổ sung thì anh chỉ tư vấn qua thân tự nhiên. Thì thường thường á, giang hồ xài chuối nhiều tại nó rẻ không chứ gì đó, nó rẻ mà đường nhiều dễ mập. Câu cuối là cho một serving supermart là 9 muỗng phải không anh? Theo như nhớ không lầm hình như có 3 muỗng hay 2 muỗng gì bạn ơi. Bạn đọc trên cái label đó. Vì đặt câu hỏi giờ khó khăn nên đặt lần cho đáng, em cảm ơn anh chị. Bạn đọc trên cái label đúng không? Serving đó là mấy cốc? Supermart Kenner là 2 muỗng nha bạn, 2 muỗng mỗi lần. Có khi nó 3 cốc thì nó ghi 3, khi 2 nó ghi 2. Là 2 muỗng chứ không phải 9 muỗng, bạn nhầm sang Maxomart Kenner. Câu hỏi 11798, chào anh chị, em xin vào thẳng câu hỏi. Em là nam, cao 1m73, nặng 65 kg. Em đang dùng Elite Mart và em muốn đạt và giữ mức 66 kg. Em muốn hỏi là sau khi dùng hết bịch Elite Mart, em muốn đổi qua dùng Whey Core thì nên sử dụng thế nào, ăn uống ra sao để không bị rớt cân do không dùng Mart nữa? Bạn gái thấy khó mà, đúng không? Whey thì dùng như thế nào? Whey dùng chỉ là sáng và sau tập, còn điều kiện thì dùng thêm trước tập. Nói tóm lại, sau tập quan trọng nhất, rồi tới bữa sáng, rồi tới bữa trước tập, thì Whey Core chỉ dùng được những thời điểm đó thôi. Còn thứ hai nữa đó là ăn uống sao không rớt cân, thì bạn ăn đủ bằng calo thì nó không rớt chứ sao. Chứ giờ bạn ăn bằng xài Whey Core, bạn ăn thấp hơn calo thì nó vẫn rớt như thường. Bạn đang gài anh vào thế khó, đúng không? Nguyên tắc giữ cân là phải năng lượng tiêu hao nó phải bằng năng lượng nạp vào thì nó sẽ không rớt ký. Câu hỏi 11799, vẫn là em đây, em vừa đặt câu hỏi về sử dụng Whey Core. Cho em hỏi thêm là hiện tại em tập được hơn 2 tháng, nhưng tay em là cơ trội nên phát triển nhanh hơn hẳn những cơ khác. Hiện tại em thấy nó cũng ổn rồi nên em không muốn tập để to lên nữa. Bây giờ em có thể tập tay với các bài với số rep nhiều để nó săn lại được không? Vì bắp tay em giờ nó chỉ to chứ không săn và nét. Còn những cơ khác em tập bình thường với tạ nặng và rep, và rep thấp để phát triển to lên. Anh nói cho bạn nghe, bạn tập có nhẹ có nặng thì nó cũng bự hết á. Nhưng mà bạn tập nhẹ đường cái là nó tiêu mỡ trong cơ bền là một.
Cái thứ hai nữa, bạn tập nhẹ đó thì nó đốt calo nhiều hơn. Nó không phải bạn tập nhẹ mà bạn tập nhiều lần á thì nó vẫn gọi là nó thiên về nét nhiều hơn, chứ không có nghĩa là nó nhỏ lại nha. Cái này bạn phải hiểu cho nó chính xác trong một vấn đề. Tại vì khi bạn tập như vậy á thì nó tác động tới cơ bền, mà trong cơ bền thì nó cái trữ lượng phát nó cao hơn nên nó sẽ đốt mỡ trong đó. Rồi các cơ kia thì bạn có thể là tập theo cái kiểu kia được. Nói tóm lại là anh đồng ý với cái tập của bạn. Đó, anh đồng ý với cái tập của bạn vậy thôi. Câu hỏi 11800, chào hai anh chị, anh Duy cho em hỏi những bài tập nào có thể tập tại nhà mà hiệu quả? Vì qua Tết em đi nghĩa vụ quân sự rồi nên không còn tập gym được nữa. Thôi đi lính thì bạn có gì tập đó. Nó mà bạn hỏi một câu nó cũng trả lời biết bao nhiêu lần nói rồi đó. Một là bây giờ bạn thấy những cái bài tập của anh, bài nào tập ở nhà được thì phan hết. Vậy thôi, nếu mà tập mệt nghỉ. Đó là một cách mà gọi là trả lời cùi nhất á, mà nó chính xác nhất á. Còn cách thứ hai nữa đó thì bạn chịu khó bạn đợi đi, anh sẽ làm những cái video đó nhưng mà không phải bây giờ. Câu hỏi của bạn cũng đã khép lại chương mục hỏi đáp số 524. Dũng Nguyễn và Thu Hương xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương mục hỏi đáp thêm số tiếp theo. Bài swas em nhớ chăng? Tập đi em chưa lo. Cardio nâng cao những bước chân tình yêu chúng ta. Người yêu em ở đâu bây giờ? Để cho anh nhớ thương mong chờ. Kìa đường bè sao vắng như đàn chờ. Đây là câu hỏi liên quan đến thể hình và được trả lời giải đáp nhanh chóng. Các bạn vui lòng đăng ký hội viên group Facebook Thầy Ngon Life Fanpage. Chúng tôi không thể giải đáp qua các kênh mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.